Ana Yuri, Zogon Thomas, Thomas, Alama, Zogon Thomas, 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 Thomas, Thomas. Alo, vợ cho đến với trận đi đấu thứ hai của xe đấu này. Một bắt đầu mà Tứ Chem đến từ bên phía chúng ta. Bằng 3 cho Son và 1 Roman. Bên kia là có Hit Baby K Maxi. Và trận đấu mà rõ ràng là vì mình có 3 chém bằng cho Son cộng với 1 Roman thì chắc chắn bên kia là quân thuộc hệ. Và quân nào cũng thuộc hệ là dễ đánh hơn rất nhiều rồi. Đây là máy cho Son thứ nhất đến từ King Kong. Vào đây trên cái map đấu mà nhìn trên hướng 12 giờ cũng như trong hướng gần nhà kiếm thủ người cầm vâng màu 5 màu 6 vâng rồi còn cho thấy khoảng trống nó khá nhiều đến trong cái hướng khoảng trong 9 giờ. Vâng, liệu rằng dò một tơn vào trong này không biết có nhà ai không. Vâng, như vậy đây trận thi đấu mà trong cái thế bài kẹp trong 9 giờ cho game thủ người cầm 1-2 với bài đấu quan nhất là cầm Catanian. Và đảo qua những màn hình máy khác rồi hiện tại là một thế bài của Dương Coi. Vâng, cũng có hươu có voi, đây là bài hươu đầu tiên mà thiết kế chung với chiếc nhà BS như vậy đã ăn tranh với màu 2 turn này. Vâng, hiện tại có bãi quả gần giữa hai nhà. Vâng, giữa hai nhà tí cũng nhà Dương Coi có bãi quả thì khả năng cao thì màu 2 cũng sẽ ra la liếm. Đây là máy của King Kong. Vâng, và cánh bên này một trận thi đấu mà Dương Coi là một bài lên đời nó hơi muộn. Vâng, gần ngay thế bài game thủ người cầm 1-2 và hai game thủ có tình huống ăn tranh. Vâng, nó hơi nghiệt ngã dành cho Coi. Đây là máy của King Kong 23 dân. Và trận thi đấu này King Kong sẽ đối đầu với game thủ Cam Quýt với bài đấu mà Quýt được cầm Babylon. Zogon Thomas.
Vâng, có lẽ một thế trận và sẽ chuyển sang màn hình mấy có tí tại cánh bên này đi. Rồi khi mà Dương coi là bài đấu mà em lên muộn và ta chờ đợi xem đầu cánh là game thủ nào. Và cánh bên kia là game thủ mùa 3 rồi, khả năng cao đây là cánh của ông mùa 1. Và không biết có đúng không. Vâng, như vậy cánh bên này nó chính là cánh của game thủ mùa 4. Vâng, như vậy đội bạn đang có thế và vâng đang có thế và game thủ người cầm Hitty cũng như là người cầm Babylon. Vâng, nó đẩy sang cái thế ở trong cánh. Và ta quay trở lại với diễn biến trận thi đấu này thôi. Ở màn hình máy của King Kong, thời điểm đầu tiên tôi thấy dân của Cam Quýt ôm lên đây với tình huống mà công lên khá giáp tơn này. Và bên kia là một tình huống mà đầu bên mình là có 4 chém, bên kia có những tình huống gọi là thủ P. Vòng 3 tơn thi đấu này có lẽ cũng chỉ là một cái hốc ăn vàng nha, đánh châu P tơn này. Thực sự là một thế trận là bên mình là có cho son thì bên kia châu P cũng là một thế bài mà cánh bên này King Kong hơi khó thể đi qua. Và đây là màn hình máy Tí, một trận đấu mà Tí đánh sọc giấy và đang bị những tên đâm y thì phải. Tí đang bị những tên thi đấu đâm y, tôi thấy trước nhà Tí có bóng trước nhà bị y của game thủ người cầm mùa 4 thì phải. Vâng, có lẽ nếu như mà Tí bị những tình huống đâm y thì có lẽ thời điểm sau Tí thì không thể giữ nhà được quá lâu khi bên mình là một trận thi đấu mà có sọc giấy. Tham lai là 39 và đây là máy của Hoàng Mai Nhi. Máy đang công vào nhà game thủ mùa 1 nhưng mà... Vâng, liệu rằng đồng đội có chuẩn bị phối hợp cùng tên này Hoàng Mai Nhi không? Vâng, tham lai thì vẫn là một tham lai tươi thôi. Ở những giây phút đầu tiên khi mà chưa có sát thương quá nhiều đến từ cả hai bên thì timeline vẫn là tươi nhưng mà bị phát hiện turn này. Vâng, có ai cũng có chém có thể phối hợp cùng Hoàng Nhi turn thi đấu này. Vâng, rất chắc chơi đến từ Veiler khi mà được cơ cầu cho mình những con cung rửa Hitty đã là giáp 4 rồi. Vâng, chơi cả giáp 4 luôn. Và tình huống này tôi nghĩ phải có đồng đội. Khi một thời điểm này đội bạn sẽ nở thêm một turn cung rửa nữa. Vâng, nở ra tuần cung rửa của bạn, nếu như mà giáp 4 bạn vẫn có thể những tình huống gọi là hy sinh cung rửa, có thể rỉa những đơn vị ca đầu tiên. Vâng, đây là màn hình máy của Tí. Vâng, Tí đang đục vào đây. Vâng, nhưng không, tuần vừa rồi vẩy e đến từ Vlog. Vâng, nhìn qua cái thế này cũng chỉ là một cái hốc mà khá nhỏ đến từ game thủ mùa 1 có thể tụ cung rửa. Vâng, Hoàng Minh đi sao anh có ca chưa? Vâng, có anh em nào đi vào đây không? Vâng, cánh bên kia thì Tí đang tạo áp lực rất lớn rồi. Nhà Tí bị dummy nhưng thời điểm này có lẽ quan trọng vẫn là nhà mùa 1. Nếu như có ca có thể lọt vào được cùng rửa Hitty thì bạn đang đứng bên trong. Vâng, đang đứng bên trong hơi khó có thể đi vào. Vâng, màu 2 vẫn đang khỏe. Vâng, thông tin báo về trận thi đấu mà King Kong đã one hit được nhà game thủ người cầm màu 3. Vâng, nếu như cánh màu 3 yếu nhưng bên kia vẫn còn màu 2 cũng như là game thủ người cầm màu 1 Hitty. Và Hitty trận thi đấu này cũng chỉ là bài đấu mà đánh cung là tụ lưu tiêu thôi. Và quan trọng là bạn vẫn thủ được hốc sau những tình huống đi vào thì tôi nghĩ là lực của Venlop cũng không khỏe. Vâng, chắc chắn thời điểm này lực của Venlop cũng không quá khỏe khi mà vừa rồi bị một tên Tí đục vào quanh ruộng. Vâng, nhưng mà quan trọng đồ bạn đang đứng cung rửa nó bên trong. Vâng, 34 đến từ Hoàng Mai Nhi, đây là máy Tí thằng này 36. Vâng, thế bài Tí mà đấy sẽ phải giật. Và giật đi cái thế mà chuyển cơ sở mới. Dương còi thì sao? 4-2. Vâng, còi cánh bên này đang solo với màu 2.
Ở timeline thì vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là nhỉnh hơn bên nào, nhưng bên mình là hệ là đánh chém. Màn hình máy dương còi. Và một trận thi đấu mà còi đang bị những tình huống giải e đến từ game thủ màu 2. Và đây trận thi đấu mà màu 2 đang ép được số lượng lạc đà khá trâu trong tuần này. Và liệu rằng một trận thi đấu mà cho son tròi và còi có chuyển sang một đáy đánh toàn bộ phù không, ăn thêm bãi vàng. Vâng, có lẽ ăn 2 bãi vàng và đánh 3 p tuần này có thể đổi lại lấy tham lai lại nhà người cầm Katha đi ăn. Và cánh bên này còi đang đứng, vâng đang thi đấu cùng cánh. Và một thế trận mà tất cả nhà game thủ ra đang là một thế và chưa làm hại được quá nhiều. Và timeline đang dần dần đè lại cho game thủ bên phía Hà Nội. Và bên kia là Hitty vẫn có một timeline ổn. Và kinh công. Và hai cánh ra đang có tình huống thi đấu cánh. Dương còi liệu rằng đã đổi được nhà mạng của game thủ màu 2 chưa. Và chuyển sang một thế trận châu P nếu như tân phù. Vâng, lên đầu máu như là phù tươi, chỉ cần vâng 4 con P mà lấy được 3 con lạc đà game thủ màu 2 và cứ lần lượt như vậy tôi nghĩ vẫn thế trận mình có thể đảo ngược lại. Bên kia cũng chỉ là bài đấu Kathanian. Vâng, rất quyết định đến từ những tên phù hên đến từ còi. Vâng, cái bên này màn hình máy của Dương Còi. Một trận thi đấu mà cho son đã tụ được cho mình tầm chục con lạc đà rồi. Vâng, một trận thi đấu mà hiện tại đang có tình huống nó hơi giật. Vâng, nó đang hơi đơ. Chúng ta có tỷ số 1 đều trong set đấu thứ hai và chuẩn bị đến với trận đấu bản lề. Một map đấu nó hơi khó đánh khi bên mình toàn hệ 2 chém và toàn hệ chém thôi. Và nếu như trận đi đấu này được cầm hệ như kiểu ông IA thì có vẻ tươi hơn, toàn ông ba cho son thì không biết đánh gì.